Một chiến binh liều lĩnh và cộc tính, gã Yordle-Kled là hiện thân của lòng dũng cảm điên cuồng đến từ đế chế Noxus. Tuy vậy, ở đồ chơi chân lý, hắn lại không được đánh giá cao bằng các đồng nghiệp hai vàng khác mà chỉ bị coi là cỗ máy kích hệ. Nhưng giờ đây, với giáo án Kled Carry mình mang đến hôm nay, anh em sẽ phải nhìn nhận kỵ sĩ cáu kỉnh bằng một ánh mắt khác đấy nhá. Nền tảng GG Live, nền tảng mang đến hệ sinh thái streamer và idol được đào tạo cực kỳ bài bản, cực kỳ chuyên nghiệp. Đã vậy, khi đến với GG Live, anh em sẽ không chỉ được xem live mà còn vừa giải trí, vừa gia tăng thu nhập. Nền tảng sẽ liên tục tổ chức các giải đấu eSports độc quyền, hứa hẹn là sân chơi để viewer tỏa sáng đỉnh cao, tìm người chơi cùng cực dễ, đi kèm nhiều ưu đãi hứa hẹn, xem là mê. Ké GG Live ngay và luôn anh em nhé. Đây là một đội hình mà khá chắc chắn là rất ít người chơi, bởi meta giờ chỉ toàn Aphelios, Azir hay Yasuo thôi. Sức mạnh Kled khi được tối ưu hết mức sẽ giúp tướng này có khả năng đơn thương độc mã, rào hết vòng vây team địch. Và chắc chắn rồi, một cái nghén không thể làm nên mùa xuân. Cùng xem các đồng đội của tên kỵ sĩ này là ai nhé. Với việc mang trong mình ba tộc hệ là Noxus, Yordle và Đồ Tể, chắc chắn đồng đội của Kled sẽ xoay quanh các tộc hệ này mà thôi. Form mạnh nhất ở cấp 7 là Kled, Zed, Swain, Kata, Poppy, Teemo và Gwen để kích 3 Yordle giúp Kled có khả năng lên được 4 sao. 3 Đồ Tể để các tướng này gây thêm sát thương cũng như có chút hút máu. Cùng với đó là 3 Noxus và 2 quân sư để bắt vài chỉ số. Slot ở cấp 8 sẽ dành cho vị tướng 5 vàng, Achuk. Về late, nếu có đầu to Heimer thì hãy thay vào vị trí Poppy. Đây chỉ là đội hình khi anh em roll được full form mà thôi. Còn trước đấy, anh em sẽ cần linh hoạt dựa trên các tướng đang sở hữu để có được đội hình mạnh nhất thời điểm đó nhằm giữ máu qua từng giai đoạn. Có thể là form 6 Noxus hay 3 Noxus kẹp Echo và Warwick. Tiếp theo, chúng ta cùng đến với phần trang bị thôi nào. Vì đây là đội hình xung quanh Kled nên ta cùng bàn về lượng đồ của tên kỵ sĩ này trước. Với một meta toàn khống chế cứng cũng như chất tướng đấu sĩ tay ngắn carry nên khăn giải thuật chắc chắn là món không thể thiếu nếu muốn được chơi game rồi. Nó sẽ giúp Kled thoải mái trong combat cũng như cho lượng tốc đánh khởi đầu khá đáng kể nữa đấy. Món 2 cũng quan trọng không kém chính là huyết kiếm, tránh bị sốc sát thương cũng như giúp Kled có thêm chút hút máu. Đồ cuối, anh em có thể linh hoạt dựa trên các mảnh còn lại, ưu tiên các món từ kiếm và cung nha. Có thể là kiếm từ thần, vô cực, quyền năng, cuồng đao hay đại bác đều khá ngon. Với bài này, Zed và Katarina sẽ đóng vai trò phụ sát thương. Đồ cho cả hai sẽ được ưu tiên sau Kled. Zed thì đóng vô cực, quyền năng, huyết kiếm, còn Kata là bàn tay công lý, găng bảo thạch và nó xét thôi. Đơn giản phải không anh em? Đồ thủ chắc chắn cho Swain. Ở 13.16, Swain được bóp mốc 3 sao, càng khiến hắn cứng cáp hơn bao giờ hết. Có trang bị cũng như các thành viên rồi, cùng nhau sắp xếp vị trí của chúng để tối ưu sức mạnh thôi nào. Cả team gần như sẽ đứng hết hàng đầu. Với khả năng lướt đặc trưng của vô pháp, anh em hãy xếp Kata và Zed ra hai góc để chúng có thể lùn xuống dưới mà ám sát carry địch. Còn tiền tuyến sẽ dành cho Kled làm gỏi mà thôi. Tùy theo tình huống mà anh em xếp hắn ở hàng 1 hoặc 2 nha. Kled hàng 1 có khả năng luồn ra phía sau team địch nếu anh em xếp hay. Còn nếu hắn ở hàng 2 sẽ là sự an toàn cần thiết khi không bị nhắm vào sớm. Sắp xếp đã xong, giờ cùng đến với bước quan trọng nhất là triển khai này. Với đội hình này, anh em có thể chọn Lee Sin làm huyền thoại để dễ dắt vàng hơn, đặc biệt khi anh em cần tới 3 tướng 3 sao lận. Bậc thầy Guju, Master Yi cũng là lựa chọn không tồi với hai nâng cấp combat ở lõi 1 và 3 buff khá nhiều chỉ số, đặc biệt là tốc chạy giúp Kled và đồng bọn nhanh chóng làm gọi kẻ địch. Cuối cùng, ta có huyền thoại ổn định nhất game mang tên Poro, dù anh em có 6 lựa chọn nâng cấp thay vì 5 như các huyền thoại khác. Tiếp đến là các vùng đất phù hợp với đội hình này để anh em dễ dàng tận dụng triệt để cơ chế đặc biệt hơn. Noxus, võ đài đẫm máu, cho các tướng bậc cao 2 lần mỗi vòng giúp tăng lượng kinh tế khi chơi bài reroll. May mắn có thể ra các tướng bậc cao trong team như Gwen hay Achuk. Demacia, Iron Mount, với 3 lò rèn mảnh trang bị thì anh em sẽ dễ dàng vẽ được đồ đẹp cho Kled. Đặc biệt còn có thể kiếm thêm các mảnh đồ khác cho một đội hình nhiều carry như này. Ionia, tàng thư thiên phận, cho một chiếc ấn tự chọn. Ngon nhất sẽ là ấn đồ tể cho Kata để kích hệ này cao hơn, cũng như có một nguồn sát thương phụ uy tín. Chagon, đỉnh núi. Chắc chắn rồi, với một team reroll thì những chiếc Nico miễn phí là rất cần thiết để mạ vàng các tướng.
thượng giới Chagon, giúp anh em nhận quà khi xuống ngưỡng 40 máu, rất thích hợp với team Reroll khi có thể bán máu rồi bách lại cực kỳ mãn nhãn. Zaun, tập đoàn Glux và kho tàng thiên thực. Đây là hai vùng đất Zaun cho rất nhiều tiền để roll 3 sao. Khu chợ Shurima, tướng ở vòng chợ cầm hai mảnh trang bị thay vì một. Các đội hình nhiều carry thì không ai chê vùng đất này được không anh em? Quán ăn Bendo, với cái xẻng ở ngay 2.1 thì một chiếc ấn đồ tể cùng khả năng tăng máu tối đa cho Klet qua từng round là một kịch bản quá đẹp luôn, và nó cũng khá dễ xảy ra đấy. Bước tiếp theo chính là bắt tướng. Đương nhiên, khởi đầu dễ nhất là có Klet cùng dàn Noxus từ sớm. Khi đó anh em chỉ cần đánh xoay quanh tướng này là sẽ có một form đẹp như tranh mà thôi. Còn nếu rơi vào trường hợp Klet không ra sớm thì sao? Thì vẫn chơi như bao team reroll khác thôi. Đầu game, nếu không có các tướng 2 vàng 3 vàng hay 1 vàng 2 sao thì hãy cố đánh chuỗi thua để tích nhiều tiền nhất. Lúc này anh em có thể dùng bất kỳ tướng tay ngắn nào cầm hộ đồ Klet, kể cả chúng có là tranh cơ đi nữa. Lưu ý một điều là trong khi bán máu, nếu anh em tích lũy được form Noxus với những Swain hay Samira 2 sao thì đừng ngần ngại cho chúng vào sân. Việc tích stack Noxus từ đầu khá là quan trọng đấy. Anh em hãy đánh bán máu đến 3.2, lúc này hãy lên 6 và roll một chút để form team lại. Nếu có đôi thông của một tướng nào đó quan trọng thì có thể xả mạnh để nâng nó lên 2 sao, gia tăng sức mạnh đội hình lên đáng kể. Đến lúc này, anh em coi như đã hoàn chỉnh 80% đội hình rồi, giờ cứ tích lên 50 vàng rồi roll lợi tức thôi. Klet, Zed và Swain sẽ là ba tướng may mắn được mặc lên mình bộ giáp màu vàng, giúp Klet có khả năng lên 4 sao. Lại thêm một lưu ý nữa, đó là nếu anh em chưa dát vàng được 3 tướng thì đừng kẹp 3 đồ vào, chúng sẽ không đủ sức với lobby ở thời điểm bây giờ đâu. Sau giai đoạn này, anh em sẽ linh hoạt dựa trên lobby mà lên cấp và roll các tướng còn lại thôi, ưu tiên đồ tể vì nó sẽ giúp tăng sát thương của Klet lên rất nhiều. Đội hình này có rất nhiều nâng cấp đa dạng cho anh em lựa chọn. Có thể kể đến các nâng cấp liên quan đến reroll như trên đá phát triển, vé hạng đồng, vé bạc hay vé trúng thưởng. Hay cho trực tiếp máy nhân bản như thưởng huấn luyện, xây dựng quân đội. Anh em nên ưu tiên 3 chiếc nâng cấp đồ tể là trái tim, huy hiệu và vương miện đồ tể, bởi chúng sẽ cho một Klet giúp đẩy nhanh quá trình tăng sao. Để có một trận tốt cao thì không thể thiếu nâng cấp combat được. Cầu hồi phục hay hút máu siêu công nghệ là những nâng cấp ngon giúp Klet cùng cả team có thêm hồi phục. Ý chí đồ tể để gia tăng chống chịu cho các đồ tể, hay cường hóa siêu công nghệ cùng đồng lòng đấu tranh để đội hình thêm phần cứng cáp. Đã cùng điểm qua cách triển khai cũng như các nâng cấp phù hợp rồi, sau đây cùng xem ưu nhược điểm của những gì để lưu ý nha anh em. Team này khá mạnh nhờ lượng tốc đánh vừa buff của Klet. Ít người biết bài này nên anh em có thể dễ dàng roll 3 sao. Dễ dàng counter các đội hình top meta hiện nay nhờ Zed và Kata. Còn nhược điểm, cần khá nhiều kỹ năng để đép máu ở đầu trận. Và như bao team roll khác, không ra bài hoặc bị tranh là cúp. Hy vọng bài đấu Klet múa gậy này sẽ giúp anh em leo rank thật tốt trong phiên bản mới nhất. Đừng quên ủng hộ mình bằng cách để lại một like, một share, một subscribe cũng như chờ vào nút chuông để luôn cập nhật những giáo án mới nhất, thú vị nhất của mùa 9 nhé. Giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong các video lần sau.
shopcafenhanpham.com, siêu tháng 11 siêu to cuối năm, siêu hạ giá kho nick liên minh và đấu trường chân lý, sở hữu tài khoản ngay bây giờ chỉ bằng nửa giá cũ, siêu thật, giảm thật, chỉ có tại shopcafenhanpham.com. Đường link sẽ để dưới phần mô tả các bạn nhé.